Nguyên nhân 4 trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa là do sốc phản vệ, thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa. Liên quan đến vụ việc này thì đã có 10 trường hợp phản ứng nặng sau tiêm, 6 trường hợp còn lại đã ổn định, đang tiếp tục được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã quyết định tạm dừng tiêm lô vaccine liên quan đến vụ việc này trên phạm vi toàn tỉnh, trong khi chờ quyết định của Bộ Y tế về việc khám sàng lọc tiêm vaccine, theo dõi sức khỏe sau tiêm vaccine tại công ty trách nhiệm hữu hạn Giấy Kim Việt, huyện Nông Cống. Qua đánh giá bước đầu cho thấy việc thực hiện được triển khai theo đúng quy định, chưa phát hiện sai sót chuyên môn trong việc tổ chức tiêm chủng. Hơn 57.000 F0 tại thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị tại nhà. Trước xu hướng tăng nhẹ của F0, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp để các trường hợp F0 được tiếp cận với trạm y tế lưu động và y tế địa phương sớm nhất có thể. Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh trong buổi họp báo vào chiều qua. Tuần qua, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành hướng dẫn chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà với phiên bản mới, trong đó hướng dẫn cụ thể người dân cách ứng phó với các trường hợp F0, phương pháp sử dụng các túi thuốc để điều trị bệnh. Sở Y tế cũng phối hợp với các sở ngành giám sát hoạt động của trạm y tế lưu động. Sở đã thành lập 10 tổ kiểm tra để theo dõi hoạt động y tế của 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Đồng thời, củng cố tổng đài 1022 bằng sự tham gia của 200 bác sĩ, tái thiết lập hệ thống mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Quan điểm của thành phố là bất kỳ ai phát hiện bản thân nhiễm COVID-19 đều được tiếp cận với y tế địa phương hoặc trạm y tế lưu động một cách sớm nhất. Thành phố chúng ta phải nỗ lực để giúp cho 57.000 F0 này được tiếp cận với trạm y tế và trạm y tế lưu động. Hiện nay thành phố có mấy giải pháp. Một là tăng cường nhân lực cho lực lượng trạm y tế lưu động, trạm y tế phường xã, có những cơ chế chính sách cho lực lượng này. Thứ hai, chỉ đạo cho Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp với Sở Y tế cử thêm lực lượng quân y, dân quân trực cùng với lại nhân viên ở trạm y tế lưu động nhằm mọi điều kiện giúp cho F0 tiếp cận được trạm y tế một cách tốt nhất. Tại đồng bằng sông Cửu Long, ngành y tế đang tăng cường triển khai cách ly điều trị F0 không có triệu chứng tại nhà nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tín hiệu đáng mừng là số ca F0 khỏi bệnh khá nhanh và tỷ lệ chuyển nặng rất thấp. Thông tin chi tiết từ phóng viên Huỳnh Tâm. Đây là một trong những khu vực đang thí điểm cách ly điều trị F0 tại nhà thuộc địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Và cánh cửa sau lưng tôi chỉ mở khi được sự cho phép của ngành y tế địa phương. Hiện Kiên Giang đang cách ly điều trị hơn 6.000 F0 tại nhà. Tỉnh đã kích hoạt hàng trăm tổ trạm y tế lưu động có cả lực lượng công an xã phường tham gia để theo dõi, hỗ trợ, cung cấp đầy đủ cơ số thuốc cho các F0. Để đảm bảo an toàn, địa phương đã đưa ra nhiều tiêu chí xem xét cách ly điều trị F0 tại nhà. Đối với bệnh nhân F0 mà tuổi dưới 50 tuổi, tiêm đủ 2 mũi, không bệnh nền, không nằm trong những cái tiêu chí rủi ro thì chúng tôi cho phép điều trị, cách ly điều trị tại nhà. Y tế sẽ hỗ trợ tư vấn và theo dõi. Tại Cà Mau, Bạc Liêu, An Giang cũng đang tăng cường cách ly điều trị hàng ngàn F0 tại nhà. Tín hiệu tích cực là phần lớn những trường hợp này đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 sau từ 5 đến 7 ngày điều trị. Tỷ lệ bệnh chuyển nặng khá thấp, có nơi chỉ từ 1 đến 2%. Và đây là yếu tố quan trọng để giảm tỷ lệ tử vong, cũng là một trong những giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.